Đây, hồi nãy giờ chơi đoán bây giờ mới ra này. Đó, ở ngay đây tụi gia đình tụi ngay tụi mát ở đây. Chính thích thích gãy gì như dưới coi kìa. Đi lại. Đấy. Đó. Hey, 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 hey. They have it right there, use it. No, the place. Wow, this is you sure you can eat that? Probably not. I thought I would share it. Bây giờ. Hơn thu chứ mấy thằng này ăn không được. Chứ đồ bò. Ủa, ngã hẹp cái xúc đó thế. Rồi. Cái tên bò wasabi vô này, ginger vô đó. Với sauce. Okay. Ginger, cái tên bò có bị hoặc là giờ thì xoay xoát mà vô ăn không? Nó không thích thôi, kê nó, it's okay, you try, if you don't have, cái tôi không thích là cái tôi không cần hết clip đó, ok? Cái nồi hấp dẫn quá ấy. Có thấy hấp dẫn chứ. Đó, đó một nhà hàng cộng với cái đặc sản của nó và mình ăn mình đâu biết. Đó, ăn được là tốt. Bên thường chúng nó bên thì mình nói cũng có. Eat, man. Okay. I send this to Atima.